25 năm đã qua, để có được thành công như ngày hôm nay là sự cống hiến, sự tận tâm của thầy hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang đã ngày đêm trăn trở, lo lắng cho biết bao thế hệ học trò, từng bữa ăn, giấc ngủ, xây dựng mái trường Mercury ngày càng phát triển. Nhìn lại chặng đường 25 năm, bên cạnh thầy là những thầy cô đã cống hiến công sức, tình yêu cho Mercury, để rồi ngày hôm nay bồi hồi, xúc động cùng nhau hội ngộ trên sân khấu. Xin được trân trọng kính mời thầy hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang lên sân khấu cùng hội ngộ với các thầy cô. Xin trân trọng kính mời các thầy cô có tên sau lên sân khấu. Xin được trân trọng kính mời cô Đỗ Y Linh, giáo viên toán. Cô bắt đầu giảng dạy tại Mercury năm 27 tuổi. Cô nói, tuy cô không bắt đầu nghề giáo viên ở Mercury, nhưng cô sẽ gắn bó với nơi này đến hết nghiệp nhà giáo. Cô Ngô Hoài Liên, giáo viên tiếng Anh, về trường từ năm 21 tuổi, là người đã gắn bó với bộ môn tiếng Anh của nhà trường từ những ngày đầu tiên. Chú Đinh Công Hữu, tổ trưởng tổ quản trị, bắt đầu làm việc từ ngày 21 tháng 8 năm 1992. Thời gian bắt đầu công tác gặp vô vàn khó khăn, nhưng đó là những kỷ niệm không thể quên với chú. Tiến sĩ Lê Thống Nhất, tiến sĩ toán học, tác giả bài ca truyền thống Em Không Quên Mercury. Kiến trúc sư Nguyễn Việt Nam, người thiết kế ra logo của nhà trường từ năm 1997, đồng thiết kế trường Mercury tại lô TH1 Mỹ Đình. Kiến trúc sư Lê Duy Khoa, trưởng phòng vận hành, kiến trúc sư trưởng thiết kế ngôi trường Mercury. Cựu học sinh Nguyễn Thái Hà, cựu học sinh lớp M khóa 1992-1994, huy chương vàng toán quốc tế 1996, tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Paris, tiến sĩ toán học Đại học Mỹ, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Homatech. Cựu học sinh Phạm Mai Phương, cựu học sinh lớp Y0711, sinh viên năm 3 công nghệ thông tin và phân tử tại Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ, huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2014. Cựu học sinh Tạ Bá Dũng, cựu học sinh lớp G khóa học 2010-2014, huy chương vàng vật lý quốc tế, huy chương bạc vật lý châu Á 2017. Cựu học sinh Nguyễn Phúc Long, khóa 1992-1995, huy chương vàng SEA Games, top 16 billiard thế giới, vô địch giải pool 10 bóng châu Á 2017. Vì điều kiện học tập và công tác ở xa, nên buổi chiều ngày hôm nay có một số cựu học sinh không thể về tham dự chương trình Gala 25 được. Xin được trân trọng cảm ơn thầy cô với những giây phút hết sức ý nghĩa này.